bạn đã quay trở lại kênh Nhảy Mã TV. Các bạn thân mến, rắn nổi tiếng là cỗ máy săn mồi thông minh vô cùng nguy hiểm trong thế giới tự nhiên. Thế nhưng không phải mỗi lần cuộc đi săn nào của rắn thì cũng đều mang lại một kết quả tốt đẹp. Có những lần khi đang đi săn thì rắn cũng bị chính con mồi của mình nhè nanh vuốt phản công ngược lại, và thậm chí là có thể bị ăn tươi nuốt sống ngay sau đó. Và kể từ đó, đang từ là kẻ đi săn thì lại trở thành kẻ bị săn. Và trong video ngày hôm nay thì xin mời các bạn cùng Giải Mã TV sẽ đi tìm hiểu ba cuộc đối đầu bi hài nhất của loài rắn độc trong thế giới động vật nhé. Và đừng bỏ lỡ một giây phút nào, bởi vì những điều hấp dẫn và thú vị đang chờ các bạn ở trong video này đấy. Nào, ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu video này hôm nay thôi nào. Rắn mamba đen, danh pháp hai phần là Dendroaspis và Polylepis, là một loài rắn độc đặc hữu tại châu Phi Hạ Sahara, và tên gọi phổ biến của loài này không bắt nguồn từ màu sắc của vảy rắn mà do màu sắc đen như mực bên trong vỏ miệng rắn. Đây là loài rắn độc dài nhất tại lục địa châu Phi, với chiều dài đặc thù có phạm vi từ 2m đến 3m và có thể lên đến 4,3 cho đến 4,5m. Loài này là một trong những loài rắn di chuyển nhanh nhất thế giới và có khả năng di chuyển với tốc độ 11 km/h trên một khoảng cách ngắn. Nọc độc của rắn mamba đen chứa độc tính cao, có khả năng gây bất tỉnh ở người trong vòng 45 phút hoặc ít hơn. Nếu không có chất kháng nọc độc hiệu quả để điều trị thì có thể tử vong thường xảy ra trong khoảng từ 7 đến 15 giờ. Nọc độc chủ yếu thuộc nhóm neurotoxin, đặc biệt chứa dendrotoxin, và rắn mamba đen có khả năng tấn công trong cự ly đáng kể và đôi khi có thể thực hiện một loạt vết cắn nhanh chóng nối tiếp nhau. Mặc dù mang tiếng rất hung hăng, nhưng giống như hầu hết các loài rắn khác thì chúng thường cố trốn tránh khỏi con người trừ khi bị đe dọa hoặc bị dồn ép. Thế nhưng hung dữ là thế và đáng sợ và nguy hiểm, nhưng rắn mamba thì vẫn phải chịu thua với những loài động vật dưới đây. Mình nghĩ mình có nọc độc có thể gây chết người, nhưng chúng lại quá lầm tưởng khi cá khịa nhầm đối thủ. Dưới đây là ba cuộc đối đầu của rắn mamba với các loài động vật khác và phải chào thua bởi những loài bá chủ của giới động vật này. Đầu tiên đó chính là cuộc đối đầu của 1. Cá khịa cầy non và cái kết bi thảm của rắn sát thủ. Đó là cảnh tượng thật khó tin, chúng thực sự là những con vật nhỏ đáng sợ, là những gì nhiếp ảnh gia Horos phải thốt lên khi tận mắt chứng kiến cuộc đại chiến bất phân thắng bại giữa cầy mangut và mamba đen. Cầy mangut sở hữu tế bào đột biến có thể ngăn chặn chất độc thần kinh của rắn mamba đen xâm nhập vào các mạch máu, giúp chúng sống sót trước vết cắn của rắn, bởi thế nên sự cà khịa của hổ mang chúa là sự dại dột. Mọi chuyện trở nên căng thẳng khi rắn sát thủ mamba đen liên tiếp chiếm thế thượng phong cùng với những cú đớp được mệnh danh là nụ hôn của tử thần. Tuy nhiên, thì cầy mangut tỏ ra là một tay chơi thiện chiến đầy mưu mô, thôi miên hổ mang chúa bằng cái nhìn sắc lẹm. Cầy mangut tung đòn phản phá bằng nhát cắn chí mạng vào sống lưng, khiến rắn sát thủ mamba đen dãy giụa và gục ngã tại chỗ. Bất chấp nọc độc của rắn mamba đen thì cầy mangut kiên nhẫn cắn cổ lôi con mồi nguy hiểm đang treo lủng lẳng trên cây xuống đất. Và ở một phân cảnh khác thì chứng kiến con cầy mangut nhảy lên và cắn một con rắn dài hơn nó gấp nhiều lần đang treo mình lên trên cây khi ghé thăm công viên quốc gia Kruger ở Nam Phi hồi tháng 6. Và video của Broncos cho thấy con rắn mắc vào cành cây với phần đầu treo ngược xuống đất, và cầy mangut nhiều lần liên tục ngoạm cổ kéo rắn xuống khiến đầu rắn bị chảy máu. Và theo Broncos thì sự việc kéo dài gần 5 phút, lâu tới mức cô ngừng quay phim và cho rằng cầy mangut không thể kéo con mồi xuống đất thành công. Và khi Broncos và mẹ cô chuẩn bị lái xe đi thì con rắn đã bị rơi xuống. Tuy nhiên thì hai mẹ con Broncos không thể trông thấy hành động tiếp theo của cầy mangut. Cỏ mọc quá cao và họ không được phép đổi hướng đi. Nhưng họ tin chắc thì cầy mangut đã ăn thịt con mồi. Đó là một cảnh tượng thật khó tin, và chúng thực sự là những con vật nhỏ nhưng đáng sợ. Rắn mamba đen có thể được tìm thấy trên cây, và cầy mangut bạo gan thường xuyên săn loài rắn nguy hiểm này bằng cách trèo theo sau chúng. Nhiều khả năng con rắn trong video đã bị cầy mangut giết chết trên cây trước khi nó bắt đầu nỗ lực kéo xác rắn xuống đất. Dù rắn mamba đen nổi tiếng là loài cực độc và cầy mangut thì luôn chiếm thế thượng phong trong những cuộc đụng độ, và cầy mangut sở hữu tế bào đột biến có thể ngăn chặn
chất độc thần kinh của rắn mamba đen xâm nhập vào mạch máu, giúp chúng sống sót trước vết cắn của rắn. Tuy hung dữ và độc ác, loài rắn này phải chịu khuất phục trước kẻ mangut. Các bạn thấy không, cả khịa nhầm đối thủ là mất mạng như chơi. Vậy nên đừng dại gì dây dưa với mấy loài này nhé, vì chúng nguy hiểm lắm đấy. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cuộc đối đầu của chủ thể vùng sông nước. Rắn mamba với cá sấu và đại bàng. Một buổi trưa trên dòng sông Singwezi là một con sông nằm ở tỉnh Limpopo của Nam Phi và tỉnh Gaza, Mozambique. Một con rắn mamba đen, loài rắn được xếp vào loại có nọc độc mạnh nhất thế giới, lạc lối vào đầm cá sấu. Và nó không thể ngờ rằng đây là chuyến đi định mệnh cuối cùng của nó, bởi chỉ vài phút thôi thì số phận của mamba đen thực sự thảm khốc trong sự tranh giành con mồi của cá sấu và đại bàng. Được xem là một trong những sinh vật chết chóc nhất hành tinh thì rắn mamba đen, sinh vật đặc hữu của châu Phi, là kẻ giết người có nọc độc vô cùng khủng khiếp. Và chúng không chỉ là loài rắn dài nhất lục địa châu Phi mà còn là một trong những loài rắn chạy nhanh nhất thế giới, 3m trên một giây và vô cùng hung hãn. Vậy mà chuyến đi săn của nó lại kết thúc trong đầm cá sấu, nơi địa bàn sinh lầy khiến như một vận động viên chạy nước rút trên vùng đất khô giáo, nhanh nhẹn như mamba thì cũng phải mắc kẹt. Bầy cá sấu đang lười biếng phơi nắng, gặp kẻ lạ mặt đầy tiềm năng và bản năng săn mồi trỗi dậy bằng tốc độ di chuyển trên địa bàn quen thuộc, cá sấu nhanh chóng tiếp cận con mồi. Và khi phát hiện con rắn độc, cá sấu lao đến như tên bắn, nhưng rắn mamba đen cũng chạy thoát với tốc độ cực nhanh. Đáng tiếc thì ngay sau đó, nó đã mắc kẹt dưới bùn nhão và bị con cá sấu khác tóm được. May mắn đã đến khi rắn mamba trên đường chạy thoát thì đã bị mắc kẹt trong vết nứt đầy bùn. Cá sấu chỉ chờ có thể dùng cặp hàm sắc nhọn để kẹp chặt nửa thân trên của con rắn, rồi ra sức quăng quật khiến đầu mamba đen lìa khỏi cổ. Và khi con cá sấu ngoạm con rắn xuống sông để một mình hưởng thành quả, thì một con đại bàng cá đã đậu xuống để thả cái đầu đi trước, nỗ lực muốn giành lại cái đầu của con cá sấu ban đầu. Và cuối cùng thì số phận của con rắn độc nhất châu Phi cũng bị định đoạt trong vòng vây tử thần của cá sấu và đại bàng, hai trong số những kẻ thù thiên địch của mamba nói riêng và các loài rắn nói chung. Tưởng mình là loài chạy nhanh hơn, nhưng loài rắn mamba thì đã phải chậm chân một bước và định từ từ tiếp cận kẻ lạ mặt và tung đòn quyết định hạ gục đối thủ. Thế nhưng ai mà ngờ được rằng thì rắn mamba lại trở thành bữa ăn béo bở của cá sấu và đại bàng. 3. Cuộc đối đầu của rắn mamba với rắn hổ mang. Sở hữu nọc độc thuộc hàng nguy hiểm nhất thế giới, rắn mamba đen vẫn không thể thoát khỏi số phận kết thúc mạng sống trong bụng của rắn hổ mang. Khoảnh khắc rắn hổ mang phun nọc Mozambique để nuốt chửng toàn bộ cơ thể rắn mamba đen giống như đang mút một sợi mì ý. Những cuộc tử chiến giữa hai loài rắn cực độc như vậy hiếm khi được chứng kiến hay ghi chép thành công. Dù hiện tượng rắn ăn thịt đồng loại không phải quá bất thường, hành vi này không phải là cảnh tượng có thể bắt gặp thường xuyên, đặc biệt là khi con rắn bị nuốt chửng nằm trong số những loài rắn nguy hiểm nhất thế giới. Và rắn mamba đen nổi tiếng là đáng sợ, phần lớn do nọc độc lan nhanh của chúng. Chỉ cần chúng một nhát cắn vào ngực hoặc đầu thì nạn nhân có thể rơi vào trạng thái tê liệt trong thời gian ngắn. Giống như nhiều loài rắn khác thì chúng thường tránh đối đầu, chỉ tấn công khi bị đe dọa. Dù thường được xem là loài rắn hung dữ, nhưng rắn mamba đen vẫn rất rụt rè, dễ hoảng sợ và sẽ nhanh chóng bỏ chạy khi có thể lựa chọn. Nhưng nếu bị dồn vào đường cùng hoặc bị hại thì chúng sẽ không ngần ngại tấn công. Với tài lần tránh và vũ khí là nọc độc cực mạnh, nhưng rắn mamba đen thì lại trở thành bữa ăn cho rắn hổ mang. Và con rắn hổ mang này lớn tuổi hơn và to lớn hơn rắn mamba. Trong khi rắn mamba gây chiến liên tục tấn công rắn hổ mang, thì đối thủ của nó giành phần thắng nhờ kích thước to lớn và sức mạnh vượt trội. Cuối cùng thì nó đã ăn thịt con rắn mamba. Nhiều loài rắn độc có khả năng miễn dịch với hỗn hợp độc tố nào đó, đóng vai trò như một cơ chế dự phòng nếu chúng chẳng may cắn chính mình trong lúc nhầm lẫn đi săn, hoặc chúng độc trong nghi thức ghép đôi hỗn loạn. Và phần lớn rắn hổ mang có sức chống chịu cao đối với nọc rắn, và có thể con rắn hổ mang đã hứng vài nhát cắn chứa nọc độc của rắn mamba đen nhưng không bị tổn thương.
cứ nghĩ mình là loài vật nguy hiểm nhất trên thế giới. Nhưng ai lại ngờ được rằng rắn Mamba thì lại thất bại ngay dưới tay chính đồng loại của mình. Dù là rắn nào đi chăng nữa thì cũng chỉ cần nhìn thấy chúng không có chân mà lăn trườn trườn là thấy rợn rồi đúng không các bạn? Vừa rồi thì các bạn đã được đi tìm hiểu 3 cuộc đối đầu bi hài nhất của loài rắn đông trong thế giới động vật. Vậy thì các bạn ấn tượng với cuộc đối đầu nào nhất? Hãy comment ý kiến của các bạn ở bên phía dưới bình luận cho mọi người cùng biết nhé! Và nếu các bạn thấy video này hay, hãy nhớ like và chia sẻ cho nhiều người cùng biết. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để nhận thông báo mỗi khi Giải Mã TV ra những video mới nhất nhé! Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!